Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTuber của chúng tôi Mộc Hoành Điện tử Thái Bình nhé. Video ngày hôm nay thì mình tiếp tục làm một cái video giới thiệu với các bạn. Tại sao mình quay cái video này thì mời các bạn xem. Một cái sản phẩm TV của khách hàng con 49G5200AK, và con này mới sản xuất vào tháng 1 2019. Đúng nguyên tắc ra thì con TV này của khách hàng còn bảo hành. Khi mà khách hàng mang TV đến cho mình thì mình cũng nói rõ với khách hàng luôn là con này của anh chị là còn bảo hành. Nhưng mà khách hàng đã thông báo với mình rằng con TV này đã bị mở ra, và hiện tượng hỏng hóc như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi cái câu chuyện thực tế, rất thực tế ngày hôm nay của trường, để các bạn có thể tham khảo trước khi các bạn mang TV đi sửa các bạn nhé. Vấn đề của TV thì các bạn xem ạ. Hai đầu của TV thì thường thường nó sẽ có hai cái lỗ rất là nhỏ như thế này, và cái lỗ này thì đã bị tô vít chọc vào, tô vít to quá chọc vào thì nó bị vỡ. Rồi vấn đề không sao, nhưng mà cái video ngày hôm nay của mình, tại sao thứ nhất là TV của khách hàng còn bảo hành mà không sửa cho khách hàng, không bảo hành cho khách hàng mà lại đi sửa như vậy, thì cái vấn đề của cái video này thì đây như sau. Mình sẽ phải mở trực tiếp ra thì các bạn sẽ mới biết được cái vấn đề của cái TV này. Nguyên tắc mà khi mà các bạn mở TV, đây này, con TV này có TV Samsung nhá, không có ốc bởi vì nó toàn nãy thôi, thì các bạn sẽ phải chọc cái tô vít vào thật sâu, cái lỗ này thật sâu, sau đó các bạn đẩy lên. Nhưng mà một anh thợ vô tình, anh không biết được, thì anh cứ chọc một tí một và chọc nâng na một tí một, và còn rất là dấu vết đấy các bạn này, nâng na một tí một thì dẫn hiện tượng là sửa không được mà thành hỏng thêm. Tại sao lại như vậy thì mình sẽ mở cái TV này ra. Cái cách mở của mình thì các bạn, mình sẽ quay gần để các bạn biết, cũng như bạn nào chưa có kinh nghiệm về mở nắp TV không có ốc nhá, thì các bạn xem để các bạn để ý hộ mình một chút. Bởi vì tại sao lại mình phải nói rất là nhiều video này. Các bạn xem mình mở đây ạ. Mình chọc cái tô vít vào rất là sâu bên trong, sau đó mình đẩy lên thì nó sẽ ra ngay, đúng không ạ? Và hai góc có hai cái lỗ, các bạn chọc như vậy của mình đây sẽ ra ngay, ra ngay các bạn này. Đấy, rất là đơn giản. Nhiều vấn đề của con TV này của khách hàng này các bạn này, thứ nhất thì không biết là anh thợ này thì anh ấy vấn đề về kỹ thuật thì chắc là không được tốt lắm, nhưng mà không sao. Quan trọng là tôi mình tư vấn sau. Đây là cái góc để các bạn, cái lỗ để chọc cái tô vít vào, đúng không ạ? Cái lỗ để chọc tô vít vào đây, và các bạn xem ạ, khi mà cái tô vít nó chọc vào đây thì vô tình nó sẽ chọc vào cái cáp màn hình này, và cái cáp màn hình đang bị đứt này. Đấy, thì cái trường hợp này trước khi khách hàng mang đến thì mình đã giới thiệu và mình nói rõ với khách hàng là với những sản phẩm như này mà mở TV ra không biết cách mở thì sẽ làm bị hỏng màn hình ngay. Và trường hợp này TV của khách hàng thì chỉ hỏng bo mạch thôi, nhưng mà ngược lại thì chẳng may thì anh thợ nào đấy vô tình làm hỏng cả màn hình của khách hàng. Và mình kiểm tra thì mình thấy bị một táp bị đứt, táp ở đây thì rất may thì cũng có cái dấu vết, chọc nạy ra rồi, nhưng mà nó có cái cấn này và anh ấy không chọc sâu vào, chính vì vậy mà nó không bị đứt cái cáp này, không thì đứt hai cáp thì cũng rất là phức tạp. Rồi, vấn đề thứ ba mà mình muốn nhắc tới các bạn, và khi mà mở ra TV thì mình thấy tá hỏa ra thì mình thấy cái main này thì còn bảo hành, và xử lý như thế này thì không có một anh thợ nào có thể nhận và xử lý tiếp lần thứ hai được nữa. Bởi vì sửa chữa mà để như thế này thì hỏng hết rồi, hỏng hết bo mạch rồi. Và con TV này của khách hàng thì chắc chắn là đến bây giờ xử lý dịch vụ thì chắc chắn là tương đối là cao. Bởi vì sao? Bởi vì cái bo mạch này thì không còn tận dụng được nữa rồi, bắt buộc phải thay bo mạch mới. Và cái cáp màn hình này của khách hàng, nếu mà để TV hoạt động chạy lại bình thường được thì trước mắt là phải thay cái cáp này, màn hình này đã. Còn bo nguồn này thì chắc chắn là chưa đụng đến thì thường thường bo nguồn này không hỏng. Vì vậy mà với con TV này của khách hàng thì như các bạn đã xem, mình giới thiệu các bạn đã biết ạ. Hỏng hết rồi còn gì nữa, màn hình cũng hỏng này, bo chính hỏng, còn mỗi bo nguồn thôi. Thì cái chi phí mà sửa chữa thay thế thì chắc chắn là bo chính phải thay mới, và cái táp màn hình này phải thay mới.
các màn hình này khai thác mới. Vì vậy mà tự nhiên đúng ra không mất đồng nào, nhưng mà ngược lại thì chính vì cái sự hiểu biết của các bạn khi mà các bạn mang TV đi sửa, các bạn không biết được cái thời gian bảo hành của TV là bao lâu. Thông thường thời gian bảo hành của TV nó là 2 năm các bạn nhé, 2 năm. Vì vậy mà các bạn nào mà mới mua TV thì các bạn nên để ý của mình cái thời gian bảo hành, và các bạn nên tìm những trung tâm bảo hành cũng như cái trung tâm uy tín để sửa chữa kiểm tra cho các bạn. Bởi vì những trung tâm uy tín ấy, thì người ta sẽ kiểm tra và người ta sẽ khoanh vùng được là đang hỏng ở bộ phận nào và cần thay thế sửa chữa là làm sao. Và những trung tâm uy tín thì thường người ta sẽ liên hệ được những cái chỗ và những đối tác của những trung tâm bảo hành lớn. Vì vậy mà từ đồ đạc lấy linh kiện ra rất là dễ, và ngược lại thì xử lý công việc nó rất là nhanh và chân chu. Rồi, video này thì mình không phải là video hướng dẫn tư vấn sửa, mà mình tư vấn người dùng làm sao mà tìm và sửa chữa những sản phẩm TV của nhà mình, tìm những nơi tư vấn làm sao tốt nhất cho các bạn để các bạn chẳng phải là tiền mất tật mang. Và con TV này của khách hàng nhé, mới mua vào tháng 1 2019 nhé, và xử lý bo chính và xử lý màn hình thì chắc là cũng phải được tầm đôi 3 triệu, đó là chắc chắn nó là như vậy. Vì vậy mà các bạn là đừng để tự nhiên để mất một số tiền rất là lớn khi mà các bạn mà mang TV đi sửa các bạn nhé. Rồi, vậy hôm nay chuyển xin tạm dừng cái video tư vấn cho các bạn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.